Ở tập trước, các bạn nhỏ của trại hè chiến sĩ công an nhân dân học về kỹ năng làm việc nhóm. Hãy cùng ôn lại bài cũ trước khi đến với nội dung bài học ngày hôm nay nhé. Để công việc nhóm diễn ra hiệu quả, chúng ta cần kỹ năng giao tiếp giữa các thành viên, lắng nghe ý kiến của các thành viên trong nhóm, tổ chức phân công công việc hợp lý, có trách nhiệm với công việc được giao, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm, luôn đúng giờ trong các cuộc họp cũng như hạn nộp phần công việc của mình. Những điều cần tránh trong quá trình làm việc nhóm như sau: quá nề nang các mối quan hệ, không có chính kiến, đùn đẩy trách nhiệm, không chú ý đến công việc của nhóm. Nào nhé. Buổi sáng của các bạn nhỏ được bắt đầu với việc thức dậy và gấp chăn màn thật gọn gàng. Tuy vẫn còn ngái ngủ, nhưng các chiến sĩ nhí của chúng ta vẫn cố gắng dậy đúng giờ và gấp thật gọn gàng chăn màn của mình. Các bạn nhỏ của chúng ta thật đáng khen khi vẫn nhớ những gì đã học ở tập kỹ năng nội vụ đúng không nào? Tiếp đến, chúng ta hãy cùng đi xuống vào tập thể dục buổi sáng thôi nào. Sau khi tập thể dục xong, các bạn nhỏ rửa tay để đi vào chuẩn bị cho bữa ăn sáng trước khi đến với lớp học đầu tiên trong ngày. Sau buổi học ở ngoài trời, các bạn nhỏ tiếp tục di chuyển vào bên trong để sinh hoạt. Buổi sinh hoạt trong nhà diễn ra khá vui vẻ với những hoạt động như hát, bàn luận nhóm, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các bạn nhỏ. Sau buổi sinh hoạt tập thể trong nhà là thời gian nghỉ ngơi. Các bạn nam đã chia đội để chơi bóng đá ở ngoài trời.
nhức đến là thời gian tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Có thể thấy, các chiến sĩ nhí rất nhớ nội dung bài học về kỹ năng giặt và phơi quần áo. Ai cũng tự giác giặt và phơi quần áo của mình. Buổi tối thì lại thường là thời gian cho các buổi sinh hoạt chung như học về các kỹ năng mềm hay các cuộc thi tài năng và chơi trò chơi theo nhóm. Hãy cùng xem qua vài tiết mục văn nghệ của các bạn nhỏ trong cuộc thi tài năng này nhé! Đó là một ngày của các bạn nhỏ của chúng ta ở trại hè chiến sĩ công an nhân dân. Có thể nói, ở đây các bạn nhỏ được rèn luyện để tạo thói quen sắp xếp thời gian vô cùng hợp lý, cân bằng giữa việc học và giải trí. Từ đó chúng ta hãy rút ra vài lưu ý trong việc quản lý thời gian nhé. Nguyên nhân dẫn đến việc lãng phí thời gian như sau. Làm nhiều việc cùng một lúc, sa đà vào mạng xã hội, không có thời gian biểu rõ ràng, không có định hướng bản thân rõ ràng. Và những cách quản lý thời gian hợp lý như sau: lên thời gian biểu chi tiết, không ngừng nâng cao giá trị bản thân, không làm việc của người khác, tạo cho mình kỷ luật và thói quen tốt trong việc quản lý thời gian. Như tất cả mọi người đều biết thì là cái kỹ năng quản lý thời gian ấy là một cái kỹ năng rất là quan trọng để giúp cho một người tức làm sao có thể là làm việc vừa hiệu quả và đạt được hiệu suất tối ưu. Thế nhưng thực tế cho thấy là cái kỹ năng quản lý thời gian của những người, không phải chỉ người trẻ đâu, của cả những người lớn tuổi rồi ra đi làm rồi cũng còn rất là có vấn đề. Và đã nói đến kỹ năng ấy là những kỹ năng hoặc là kỹ xảo đấy thì là nói đến này như là nó đã phải được rèn giũa từ rất sớm rồi, từ rất sớm và từ trong gia đình. Và càng đã nói đến rèn luyện kỹ năng ấy, thì lại càng sớm càng tốt. Ví dụ ở nước ngoài thì người ta sản xuất những cái lịch này, không biết tôi biết ở Việt Nam đã có chưa. Thế thì một năm có 52 tuần, thì mỗi tuần là có 7 ngày, mỗi ngày có 24 giờ, người ta ghi những cái khuôn thời gian rất là kỹ như thế. Thì để cho đứa trẻ từ bé đã biết lên cái kế hoạch của mình rồi, kể cả chơi cũng phải đúng lúc, đúng không? Rồi học, rồi đi tham quan, dã ngoại, tất tật tật mọi việc này đều là phải lên cái gọi kế hoạch từ trước, chứ không phải tự dưng ngẫu hứng. Thế rồi sau yêu cầu của đời sống người ta lại càng phải đòi hỏi là cuộc sống phải có lập kế hoạch trước. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là người ta mua một cái vé tàu ấy, hoặc một cái vé nghe hòa nhạc ấy, là người ta cũng phải mua trước cả năm. Vì nếu không thì sau không có nữa, hoặc là giá rất đắt. Không có mà mua được giá rất đắt. Nên từ bé người ta đã phải làm quen với cái việc lập kế hoạch trước trong đời sống người ta rồi. Thế thì bây giờ ở Việt Nam mình những cái việc đấy thì chưa, trong giáo dục thì chưa được chú trọng gì mấy. Cha mẹ thì nhiều khi là cũng rất là lộn xộn lung tung, nên là không có lý do gì mà con nó lại có ý thức được từ bé. Thế bây giờ là rèn như thế nào? Thì tôi nghĩ là chỉ ví dụ chẳng hạn như thế này. Bây giờ ở mỗi một cái thời điểm thì phải có những công việc ưu tiên nhất. Thì là ví dụ chẳng hạn như bây giờ con học đàn. Thế bây giờ thông thường nó học nó rất dễ đàn. Thế bây giờ làm lên cái lịch học đàn như thế nào, và cha mẹ giúp con làm sao mà là giúp con là làm sao mà kiểm soát được, thực hiện đúng được cái lịch học đàn như vậy, hoặc chẳng hạn ngày nào giờ nào tập những bản nhạc nào trong bao nhiêu phút, tôi nói ví dụ thế. Hoặc là kể cả đi chơi thôi cũng phải có kế hoạch trước, chứ không được làm tùy tiện. Thì cứ làm, tôi nói tất cả mọi thứ là từ trong gia đình. Hoặc là bây giờ con yếu môn nào, cần học cái môn nào thì bây giờ thì làm sao, hoặc là con phải viết một cái bài luận, thì bây giờ ngày nào giờ nào con sẽ phải viết xong.
thì để cho con những cái áp lực thời gian ngắn hạn xong lại dài hạn hơn, để con có hình thành cái khả năng là cái kỹ năng là kiểm soát thời gian và biết được nhịp điệu, cái tốc độ để mình làm như nào để làm sao cho kịp deadline ấy. Chứ đừng để là nước đến chân mới nhảy. Hy vọng sau buổi học ngày hôm nay, các bạn nhỏ của chúng ta sẽ biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhé. Ở tập sau của On Skill, chúng ta sẽ đến với kỹ năng thể hiện sự yêu thương. Đây là một kỹ năng không thể thiếu, giúp hoàn thiện hơn tình cảm giữa con người với nhau. Các bạn nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!